Ủng hộ thầy như thế này là phước cho người ta, chính bản thân cái người đi theo cũng như em là người đi theo một đoạn đường, dù là một đoạn đường nhưng mà cái anh khắc vô trong cái tâm trí, em nghĩ là lợi ích rất là nhiều. Kiểu mình đi như vậy thì mình một phần nào đó mình cũng cảm nhận được cái tham sân si trong người Dạ mình đúng rồi, nó giảm đi đúng không anh? dạ đúng rồi, Ủa rồi nó rồi khắc cái vào tiềm thức. dạ rồi cái anh thấy như thế nào khi mà thầy Sư Minh Tuệ đi như vậy nè, thì có một số người á, một số người họ cũng là giống như là Phật tử đi. Thì họ thấy rằng đi như vậy thì họ nói rằng là đi kiểu mà đi vô định, đi không có coi như là cái điểm dừng của mình là ở đâu, đi như vậy thì thấy nó không có hiệu quả. Một số người thì nói là cũng không có giúp được ai cái gì. Cái này ở cái góc độ này á, theo cái hiểu biết của em á, là thứ nhất là cái phương pháp tu tập của thầy, bởi vì mỗi người tu hành sẽ có một cái phương pháp khác nhau, mà bảo là đi vô định như thế này rồi không có đem lại lợi ích thiết thực gì cho bản thân thầy hay là cho mọi người xung quanh thì thực tế là không phải. Mình sẽ bóc tách hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là lợi ích cho thầy, thì lợi ích cho thầy rõ ràng là thầy mỗi người chọn một con đường tu đấy, mà thầy cũng đã từng chia sẻ, đã nói rồi là chỉ cần tu theo cái phương pháp nào của Phật Thích Ca chỉ dạy thì đều có giữ giới định huệ, giữ những cái phẩm giới của người tu hành thì là đều được. Có muôn vàn cách tu, kiểu tu, mà trong khi đó là cái kiểu cách tu của thầy là đã, nó là một cái hạnh Đầu Đà, mà là một cái phương pháp tu cực khổ mà gian khó nhất, thì vì sao mình lại có quyền nói, có thể là những cái người nói là những người thực tế là chưa có hiểu hết về đạo Phật, về cái việc tu của thầy. Và cái thứ hai nữa là bảo không có lợi ích cho chúng sinh, không có lợi ích cho mọi người xung quanh, hay là mở rộng ra là gây rối trật tự xã hội hay ảnh hưởng đến mọi người này kia, thì thực tế ra là không hề phải. Theo một cái ngọn đèn sáng thì cái tâm mình nó thiện ra chứ. Mọi người đang hướng vì cái thiện mà, đang theo một người thiện mà, đang hướng vì một cái thiện mà, thế thì cớ gì lại theo một cái thiện, hướng theo một cái thiện lại là không có lợi. Thế là phải theo những người đi ăn nhậu với lại những người Này kia kia nọ hoặc là có những, không có nói riêng, em chỉ nói chung thôi, ví dụ như có những cái ông thầy ấy, thì lại chỉ có ở trên mạng rồi cuộc sống rất là xe xua, cái đó là mọi người đều thấy, không? rất nhiều người thấy và bản thân em cũng chứng kiến rồi và gặp nhiều rồi. Nếu mà để kể thì em kể ra những câu chuyện nó thật hết sức buồn cười luôn mà không dám cười ấy. Đấy là thế, rồi cứ các ông cứ ở một nơi tu, chả biết các ông tu kiểu gì, nhưng mà cứ lên mạng với lại cuộc sống thì xa hoa, vật chất thì đầy đủ còn hơn những người khổ, người cực, rồi nhận tiền nhận đồ như thế. Nếu như mà về cái vấn đề này, em nói riêng về cái vấn đề này thêm một tí, là nếu như bản thân em nghĩ, nếu như mà bảo là nhận tiền này kia thì các cái không có cái việc nhận tiền này kia hay là đó, nhưng hay là vật chất, nhưng mà nếu mà thực sự tu thì người đủ cái phước duyên rồi, ví dụ như như ông thầy Minh Tuệ đây đủ phước duyên rồi thì xây chùa hay xây này kia, kêu là cần tiền để xây chùa để mà xử lý các cái công việc mà liên quan đến vật chất, đúng không? Có người khác người ta làm hết, kể cả thời vua chúa, thời của Đức Phật, bao nhiêu người còn bao nhiêu người con hướng Phật, bao nhiêu người Phật tử người ta có điều kiện, người ta sẽ làm hết tất tần tật cho các thầy, chứ không cần đến các thầy phải đụng tay đụng chân, bởi vì là mình là người phàm tục, mình là người không tu được, mà bây giờ có người tu được thì tiền của nó không có phải là vấn đề, bởi vì có tiền chứ chắc tu được, Đúng rồi. nó lại nằm ở cái chỗ đó. Nên là đâu có các cớ gì mà các thầy cần phải giữ tiền, trữ tiền hay là kêu gọi tiền, thầy chỉ có cần mở lời thôi, nếu thầy đủ đức đủ phước thì là mọi người sẽ theo hết, mọi người sẽ ủng hộ hết, không người không có thì ủng hộ theo kiểu không có, người có sẽ ủng hộ theo kiểu có. Nhiều người có công thì góp công, người có của góp của.
Nên là mình thấy nhiều cái này thì thật sự giống như anh nói đó, mỗi người đều có một cái cách tu riêng và mỗi người có chọn cái đạo hạnh cho mình theo đuổi riêng. Đúng Cái rồi. theo cái đạo hạnh của như Ngài Minh Tuệ này ở đây á, thì ông chọn cái phương án là gọi là đi, vừa đi tu tập cho bản thân rèn luyện và vừa gieo duyên cho mọi người. Dạ đúng Thì ví rồi. dụ như là mình đi như vậy thì cũng có bà con Phật tử họ cũng đồng hành, Dạ. rồi xong sau đó họ mới cảm nhận được là cái đi chân không giữa trời nắng 40 độ như thế À nào, dạ. đi giữa trời mưa như thế nào. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng hồi sáng nay á, thì thầy đang thọ thực buổi Đúng sáng, rồi. thì bỗng nhiên trời đổ cơn mưa, thầy cũng ngồi tại chỗ thầy thọ thực xong rồi thầy mới đi, chứ cũng đâu có đứng lên đâu. Nhưng cái cảnh đó thì làm sao mà gọi là Mình nghe nói là một chuyện mà dạ đến khi mà đúng rồi mình cảm nhận trực tiếp, mình đi trực tiếp đây này. dạ Đó như hôm nay đơn giản như đi hôm nay là ở khu vực Tĩnh Gia này là đang mát trời đúng không? Buổi dạ chiều này đang mát. Chứ cách đây mấy ngày hôm 30 tháng 4 vô khu vực mấy ngày đó là nắng 42 độ anh. Em ờ nói lú cái đầu ra đường á, mà bọn em làm công ty làm rong điều hòa đúng không? Lú ra khỏi đường nhựa thôi. Cái là bị sốc nhiệt sốc nhiệt đúng rồi. Chứ bản đừng có nói thân, là đi. trong khi đó sư Minh Tuệ Dạ. là đầu trần chân đất Mà 6 năm rồi hiếm ha. lắm, em nói hiếm bởi sao mà em thần tượng thầy, mà bản thân em cũng người muốn tu nhưng mà đâu phải muốn tu mà được. Muốn là được đó, đúng Ở đây em sẵn có hai anh ở đây, em chia sẻ một cái góc độ này cho cộng đồng mạng đó, em nói thật tâm, em cũng là một công dân, một người bình thường thôi, một rồi. công Dạ nhân thôi, dạ nhưng mà em chia sẻ một cái là có hai cái ở trên mạng mà em nói em suy nghĩ. Đó là trên mạng nói về thầy, bởi vì mình thần tượng thầy thì có hai Dạ. nói về cái góc độ về pha này kia thì mình cũng phải suy nghĩ, mình Dạ. cũng nói. Thì em thấy là người ta nói cái thầy mà em Thầy đó làm gì? dạ Thầy đó làm gì? ý là nói góc độ của thầy mình ấy là thầy thầy Thích Minh Tuệ ấy là bảo là thầy Tu giả hả? Có không ekip hả? không người ta nói không nói tu giả, người ta cái ekip thì mọi người đều biết hết rồi. Còn nữa thì anh nhắc lại cho em nhớ cái, bởi vì Thì nói nhiều lắm. nhiều nói thì nói nhiều nhiều, nói nhiều nhưng mà nhưng có hai mà góc họ độ nói riêng. giống như thứ nhất là không có được giải thoát cho ai và cũng không giúp được ai, rồi cũng đi như vậy là vô định, rồi không có định hướng cho mình tu như thế nào đó. Nhưng mà cái này là thầy chọn cái khổ hạnh như thế này thì mỗi người có một cách riêng thôi. Còn Còn nếu còn nó cái cô Phương Trinh cô nói gì nhỉ? à thì cổ nói Đúng rồi, là em ghi từ cái mưa bài viết của cô ấy, bởi vì là một người có học thức. Một à cổ đó, người cô đó thì cổ nói là giống như là trên xã hội này nếu mà ai cũng cạo đầu rồi À mặc rồi, mặc đúng một đúng chiếc đúng. áo nhiều màu như Dạ đúng thế, đúng 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 đúng, à, cái vấn đề nhiều đó. nhiều màu như thế thì ai ai cũng thành thầy tu hết. Dạ, em thấy là cái vấn đề này anh hết sức là thiển cận. Là bởi vì cái vấn đề này thực ra những người mà hiểu về đạo Phật thì người ta đều có câu trả lời hết, kể cả không phải là hiểu về đạo Phật nữa, người bình thường người ta cũng hiểu nữa chứ đừng có nói. Bởi vì đâu có phải là mấy người mà tu được, bởi vì mấy người mà tu được, hắn hàng bao nhiêu 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 người mới có một người để mà từ bỏ được cái ăn uống thôi, cái sinh hoạt thôi, cái nhục dục cá nhân thôi là mình đã không bỏ được rồi. Đơn giản như cái đi bộ đó, nên lúc nãy anh nói đi bộ nên là em mới nghĩ lại cái vấn đề của bà chị và ca sĩ đó, bà nói là cái người ca sĩ đó nói cái kêu bảo là ai cũng bỏ đi tu hết rồi Ai cũng cạo à, đại đầu loạn rồi hay mặc sao. mặc áo giá nhiều màu như vậy đó thì ai cũng thành thầy tu hết. Rồi À. đó là thực ra là cái vấn đề đây là không phải ai cũng làm được. Mình đi bộ Nhưng một đoạn là mình đã mà cái dừng chị rồi. này nè, mình thắc mắc ở cái chỗ là chị cũng là Phật tử, đúng Dạ thì không? Chị đấy cũng là một Phật đấy tử là người hiểu thì biết. tức ít nhất là trong con người của chị này á Dạ là cũng đúng. có một cái Từ tâm là bi. tâm Phật, đúng Dạ. không? Tâm Phật mà đã tâm Phật á thì mỗi người đều mình phải hiểu rằng là Dạ. ai cũng có quyền chọn một cách tu riêng. Tôi có Dạ. thể là tu tại nhà, tôi có thể Đúng tu rồi. tại cốc, tôi có thể tu trong hang Đúng động rồi. núi,
non hiểm trở gì đó là quyền của mỗi con người. Đây là tu tập cho bản thân, đúng không? Mình chọn cái phương án mình đi trên đường như vậy á, thì ai gặp họ gieo duyên cho được cái gì thì mình nhận cái đó thì gieo duyên mà ta đi mà. Nhưng mà mọi người nói như vậy cũng không phải là gieo duyên, bởi vì nó cứ xảy ra cái tranh cãi tranh luận là đi như vậy là sai. Nhưng mà ai bây giờ mình đôi lúc mình lập luận lại nè, ai cho cái đó là cái kiểu mà người đó đang nói là đúng, ai cái chọn, ai nói là cái kiểu này là sai, không có ai mà đúng hay sai. Mỗi người đều có một cái tâm niệm riêng, rõ ràng chưa? Mỗi người đều có một cái tâm niệm riêng, chứ đừng có nên mà phán đoán là đúng hay sai. Nhưng mà mình thường khoe là mình đi chùa, đi chuyền, rồi mình mặc áo Phật tử này kia cái nọ, nhưng mà khi phát biểu anh thấy không, phát biểu trước quốc, ví dụ như là cổ cô này cũng có, cũng đi chùa, cổ cũng có sư phụ vậy, đúng không? Sư phụ của cổ thì tu coi như là cái kiểu mà giống như mình là có có nhà, có chùa chuyền đàng hoàng, có Phật tử đông, ví dụ như cần cái gì cái Phật tử đóng góp đồ vô. Còn như ông Minh Tuệ này nè, nói thẳng ra là không có cái gì hết, ta cho hai chai nước suối cũng nhận đúng một chai đủ uống bởi sao? Thứ nhất là thầy cũng thực tế, là thầy đi xa mà vác thêm thì chỉ có nặng rõ ràng. Vì đi tới đâu gieo duyên tới đâu, nếu mà ai cho thêm được cái gì thì thầy cần thì thầy sẽ nhận. Thậm chí bánh nhai nghe rột ra thầy còn không nhận mà. Với lại là thầy không phải là mới tu đây. Trước đây mọi người em theo dõi trên mạng thì mọi người cũng biết là thông tin chính xác là thầy không phải mới tu đây. Đúng. Là thứ nhất. Mà thứ hai nữa là mọi người biết về thầy thời gian đây á, là không những là nhờ các anh quay này cái... ban đầu là từ những cái video tình cờ, sau này rồi với phát triển ra mới nhiều người biết đến thì các anh mới đi quay này kia. Mà các đúng anh rồi. Đi quay cũng không phải ai xây dựng đội ekip cho các đúng anh rồi. Đi quay cho thầy đúng cũng thuê hay là không có một cái đội hỗ trợ nào đúng cả rồi. Mà các anh đi quay là vì nhu cầu cuộc sống của các anh đúng chính xác. Vì công việc, đây là đúng. Công việc như em đi làm công nhân là công việc của em thôi thì các anh đi quay. Thế thì không có thể mà khi sự việc xảy ra, không phải là sự việc mà cái câu chuyện xảy ra rồi thì mọi người muốn nói sao nói mình phải nghĩ nghĩ thương cho thầy. Làm được như thầy rất là khó, 6 năm trời đi trên đất thôi á, cha ơi luôn á. Mà trong khi đó còn mình chưa nói về những cái điều căn bản để mà bỏ được, để mà làm một người thầy tu nhá. Mình có kính hiếu cha mẹ được chưa? Mình có bỏ được nhậu không? Mình có bỏ thuốc không? Mình có không quan hệ được không? Mình có không sân si được không? Hay là người ta đấm cái anh đấm lại cái? Đâu phải về mà cả nước đi tu được cơ. Được cả nước đi tu có lại mừng quá. Đúng. Chứ không phải là làm hại cho quốc gia. Bởi vì tu là làm điều thiện. Đấy. Tu là thiện. Tu không... Ông Phật, ông Thích Ca, ông cũng có từng nói rồi là những cái người căn duyên lắm, những cái người mà trong vô số người mới có một người khởi được cái tâm đó để mà đi theo con đường tu. Mà theo con đường tu trước hết là cho bản thân họ, và sau đó là để mà khi mà bản thân người ta được giải thoát rồi, người ta là chánh thiện rồi, thì chắc chắn là dù muốn hay không, ban đầu dù là cái người tu nào cũng thế, ban đầu đơn giản là ví dụ như người ta chỉ có nghĩ là người ta tu cho người ta thôi, và hoặc là người ta tu để người ta giải thoát cái cuộc sống này, hoặc là tìm được một chân lý. Mỗi người có một cái định hướng tu ban đầu khác nhau nha. Nhưng mà về sau khi mà anh đã giác ngộ rồi, anh đã có cái tâm Phật rồi, thì là đều muốn mang cái tình yêu đó san sẻ. Bởi vì mình thoát được rồi thì mình đều muốn cứu vớt người khác, đều muốn chỉ dạy cho người khác. Mà đơn giản như những cái lời Phật dạy thì ở những cái hàng thấp nhất, những cái lời đơn giản nhất cho hàng mình, hàng đệ tử, hàng gọi hướng Phật thôi, công dân bình thường thôi, thì là nó cũng phù hợp với lại văn hóa tín ngưỡng hay là luật pháp quốc gia mà lợi ích vô cùng. Dạy kính cha kính mẹ này, dạy anh em hòa thuận này, dạy vợ chồng là chung thủy này đó, rồi dạy là đủ điều tốt. Mà trong giáo dục cũng dạy, chẳng qua là về góc độ nhà Phật, Phật dạy cao hơn, cách dạy cao khác hơn, nhau sâu hơn và cách dạy khác nhau. Và còn lên nhiều tầng nữa, nhiều nhiều mức độ học vấn nữa. Nên là tại sao lại bảo là không bảo là cả nước đi theo được, cả nước làm loạn quốc gia được, không bao giờ. Mỗi người có mỗi cái quan điểm.
cô này đôi lúc nó hơi mang cái tính cá nhân, đúng không? Cá nhân và thứ nhất là khi mà nhiều người công kích vào cái ông thầy của cổ quá. Thứ nhất cá nhân và bên này kia, nhưng mà bây giờ mình hỏi là đơn giản thôi, tại cơ bản mình cũng không nói ai, nhưng mà bây giờ mình nói đi, một người mà đi nói là giống như là nằm võng là có tội. Bây giờ mình hỏi nằm võng thì sao có tội? Cái vấn đề này thì em cũng không có muốn tham gia sâu vào. Bởi vì mình không có thể là mỗi người có một thần tượng một người hay là một số người, nên là người ta sẽ có quan điểm riêng. Kể cả em cũng không có mà chê trách những cái ông thầy đi Rolls Royce hay là những cái ông thầy đi máy bay. Nhiều khi người ta có công việc người ta đi máy bay sao, người ta phải đi chứ. Đi máy bay thì bình thường đi. Dạ. Hay là đó, nhưng mà mình nói như thầy Minh Tuệ cũng từng có, em cũng từng có nghe một đoạn thầy nói, em nhắc lại lời của thầy thôi. Thầy nói là việc của người ta là việc của người ta, còn việc của mình là việc của mình, còn mình không bận tâm, còn ai gieo duyên nào á, nhân nào thì quả đó. Đó chứ còn như còn việc thầy đi như thế này đúng hay sai, tốt hay xấu này kia thì hữu xạ tự nhiên hương. Sai thì trước hết là phải bàn là sai với ai. Sai với ai ạ? Sai trước hết ở trong pháp luật Việt Nam thì sai với nhà nước, thầy chưa có sai với luật nhà nước, bởi vì sai là công an tóm rồi, tóm cổ. Mà sai với dân chúng hay làm ảnh hưởng đến xã hội này kia, pháp luật cũng ra tay. Đúng rồi. Sai ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến con dân thì con dân không theo. Okay. Ảnh hưởng đến xã hội, đến mọi người thì xấu cho mọi người không theo. Con người là mưu cầu lợi ích, ai cũng mưu cầu lợi ích. Thế thì không được lợi cho bản thân, mình không theo. Các anh đi quay, các anh phải có cái lợi của các anh mới đi quay. Đúng. Em đi theo thầy từng bước chân, em cũng nghĩ được cái lợi cho bản thân mình, em mới theo. Em kính thầy, em nghĩ được cái lợi cho bản thân, em mới theo. Bởi vì em kính thầy thì tâm em thiện. Đúng không ạ? Đúng rồi. Em đi theo thầy á thì mình theo được bước chân nào thì cái tâm can mình nó được mở ra, được trong thêm tí nào nó đỡ tí đó. Hôm nay mình có thể là chưa phải là người tu, mình chưa phải là tốt đẹp, nhưng mà dần dần chứ. Ví dụ như hôm nay thêm được tí đẹp thì mỗi ngày em thêm một tí thì biết đâu một ngày nào đó đủ duyên. Mình tập thì mỗi ngày tập một tí vậy. Giống như là cái câu nói mà hữu xạ tự nhiên hương, đúng không? Thì cũng giống như là 6 năm thầy đi. Dạ, đâu ai biết. Đâu ai biết. Thì bỗng nhiên có bỗng một ngày. Bỗng một ngày tự nhiên. Có mà. Bỗng một ngày thì bắt đầu mọi người thấy như vậy, bắt đầu là mọi người xem được mạng xã hội. Xong mọi người ta cũng quý mến, người ta mới theo, và người ta thấy những cái ông Minh Tuệ này làm á, nó có ích cho bản thân người ta thì người ta coi, người ta theo. Chứ còn ví dụ như không có lợi ích mà cũng không có ý nghĩa gì, chắc không ai làm rõ gì đâu. Rõ ràng là thế. Nên là khi mà em gửi gắm đến cộng đồng mạng cái là bởi vì mình biết được rằng là trên cái cộng đồng mạng thì nó là một cái không gian chung. Mà người với người thì mỗi người có cái luồng quan điểm khác nhau. Nên là trong một cái số đông người mà bây giờ thầy cũng thuộc là hot rồi. Đông người theo dõi này kia hot quá rồi. Nên là sẽ rất nhiều người có luồng tranh luận trái chiều khác nhau. Nhưng mà đó là những người thường thôi nha. Còn ở cái tầm vĩ mô hơn nữa là nó sẽ gọi là có những người cơ hội. Có những người cơ hội gọi là nó như dân giả là bú phen á, là để mà câu view câu like rồi làm những cái mà trục lợi kêu gọi rồi đó. Nhiều khi người ta tâm người ta không có nghĩ như thế, nhưng mà người ta chỉ có muốn nói lên lời để mà phản bác lại, để mà cho nhiều người chú ý đến người ta, để gây ra một cuộc tranh luận. Đó, nên là nó rất là lùm xùm, nên là mọi người cần phải có cái trí tuệ của mình để mà nhìn nhận là cái live stream nào, cái câu chuyện nào nó là thực dụng. Còn tốt nhất là mọi người cứ coi sơ sơ để theo dõi thầy này kia thì ok, chứ mà coi mà mình coi để mà mình bà tám rồi coi để mà mình mình bà tám rồi mình sân si rồi mình của trách này kia khi mình chưa biết tường tận sự việc trước sau thì là cái đó mình coi trong mù quáng, mình coi gọi là coi hết ngày hết giờ. Coi như thế thì sinh ra nhiều cái hệ lụy cho xã hội là không có tốt.
Và cũng mong rằng là những người mà câu like câu view này kia là nên đừng có nên mà làm những cái chuyện mà để mà ảnh hưởng đến thầy. Đúng rồi. Nói những điều sai trái hoặc là nói những cái điều không phải thành kiến thì mình không thích thì mình không xem, hoặc là mình không thích thầy thì mình không chào thầy. Thì mày cũng như tao, tao cũng như mày, nói đại vậy đi. Không thích thì thôi. Còn thầy không có ăn gì của ai, không có phiền gì ai cả. Đúng đường rồi. Thầy thì đi đường chung, đi đường quốc lộ mà. Đi đường chung đó. Ăn á thì thầy ăn có một bữa, ăn không bằng đồ mình bỏ rơi nữa. Ngủ thì ngủ nghĩa trang vậy nè. Rồi ngủ ngủ bơ ngủ bụi, nhưng thầy đúng không rồi. Có phiền gì ai hết. Mong mọi người hoan hỷ. Rồi cảm ơn anh trai sẽ rất nhiều nha. Cảm ơn anh nha. Dạ ok. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha. Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhỏ, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây, đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à. Cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu sao bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, những người mà bị có như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền nha, rượu sao bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tới bị chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000. Còn chai rượu sao bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.